tôi là một bình dương luôn. Mình nắp lên tại trên căn nhà này luôn nha mọi người. Đây, đây căn nhà này, nhà này là thuộc dạng nhà biệt thự nhưng mà nó chỉ có khoảng cỡ lầu thì mình tính khoảng một lầu thôi, nó không có cao lắm đâu nha mọi người. Tại là khoảng cỡ 1 giờ chiều nha mọi người. Đây, đây là cái bình của nó, bình này là bình sơn tinh điện nha mọi người. Bình minh, Sapan, Christian. Đôi đèn này Free 58, dài 1m8 nha mọi người, 20 ống nha. Đây, gói 34. Còn bên ngoài là sơn tinh điện nha mọi người. Đó là mình đã từng lắp cho mọi người khói đấy. Bình minh, Sapan, Christian. Lô thương hiệu của nó. Bình phụ thì xài nước sạch nha mọi người. Hai cái này thì sẽ gắn cho hai cái vòi trong nhà tắm, bởi vì anh chưa có nhu cầu xài sen vòi nên sẽ xài hai cái này trước. Hai thùng ống, ống thì ống đen, đường kính 58, dài 1m8. Hai thùng này là 10 ống nha mọi người, hai thùng này 20. Là chân này là chân để giá đỡ của máy nha mọi người. Trên cái phần này nha mọi người, bồn này là bồn nước lạnh này, bồn 1,5 khối, nhưng mà anh không xài nữa, anh xài nước trực tiếp rồi. Thì đây mình sẽ cắt cái phần nước sạch từ đây để lấy lên trên bồn nước nóng. Hai thùng ống, bình thì tại nách khui ra cho anh chủ nhà xem nên là giờ khi cái này luôn. Xả đỡ cho mọi người. Nói thì nói inox này là kém sơn tĩnh điện cho mọi người. Độ dày thì này nó khoảng tầm 6 cm. Tính cả rong rơi vào tầm 8 cm nha mọi người, độ dày khoảng 8. Đấy. Này thì càng dày thì giữ nhiệt càng tốt cho mọi người. Form khi mới thì nó sẽ màu vàng như vậy nha mọi người. Lỗ thì hiện tại là 20. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 20. Bình minh này thì thuộc nhà phân phối của Leptone nha mọi người. Bình này nó xịn hơn những cái bình minh inox bình thường mình lắp rất là nhiều nha mọi người. Bình minh hiện nay thì nó có rất là nhiều dạng bình minh solar, bình minh agri, bình minh titan, bình plan, là ba cái bình minh awali gì đó, hay là nó rất là nhiều các cái modem. Nhưng mà hiện nay chất liệu bình minh ấy là chỉ có bình minh vỏ 2 là 1 là 1, bình minh toàn phần 3 là 4, trong ngoài là 2, bình minh lõi PPR là 3 đấy, và bình minh sơn tĩnh điện là 4 đó. Hiện tại là nếu mà giá thành cao hơn ấy, thì chỉ có bình minh sơn tĩnh điện và bình minh lõi PPR. Thế là hai dạng bình minh xịn nhất hiện nay nha mọi người. Tốt hơn rất là nhiều dạng bình minh thông thường kia. Nhìn mẫu mã nó cũng đẹp. Kéo lên trên cái máy này nha mọi người. Đó. Mỗi thùng này khoảng 10 ống. Cái nhà bên kia nó treo luôn. Phiên bản này là chân inox nha mọi người. Chân inox nặng cực kỳ nha mọi người. Nó không phải nhẹ như cái chân inox bình thường mình hay nắp của bình minh thông thường. Bình minh thông thường của Osaka thông thường ấy. Chân này rất là nhẹ luôn. Đó. Nhưng đây cái chân này nó làm nặng gấp đôi cái đốc cả không thường nha mọi người. Mình khiêng cái bình này, mình khiêng cái hộp chân nặng cực kỳ luôn. Cái này được chân 200 nha mọi người. Chân này thì nó sẽ tách thành ba cái phụ chính. Đây, ba cái phụ chính nha mọi người. Nên mọi người để bình lên lại cho dù sau này mọi người thay bình khác mà không cùng hãng nó sẽ không bao giờ bị tuột. Đó, còn bình thường chân bình thường tầm 180 xuống nó chỉ có hai chân thôi nha mọi người. Từ 200 ở đây nó sẽ có ba cái phụ. Đây là chân hệ ba chân nha mọi người, sẽ có ba cái chân trụ chính nằm tại cái phần đây, phần này là cái phần trụ chính của trên đây, trên cái máy số này nha mọi người. Chịu lực chính nó sẽ nằm tại đó luôn, chứ mình không có cho lên cái máy này nữa. Cho lên đây cũng được nhưng mà nhất đấy, nếu mà đặt qua đây thì sẽ phải hàn khung đặt sang giữa hai bên đây thì anh đổi được, anh muốn rời qua đây. Giờ mình sẽ để như vậy luôn, ống nó nóng sẽ quay về đây, bình chính nó sẽ nằm cái phần ngang đó. 100 lít, hai bên nó sẽ chơi đều với bên 10 ống, sẽ thành 20 ống nha mọi người. Đây thì cái phần nỗ này nó đã có ký hiệu hết rồi nên mọi người rất là dễ nhận biết, lạnh này, nóng này đó, quy tắc của nó là như vậy nha mọi người. Logo bình minh nha mọi người. Đây là nóng, cái này là gì? Rồi đây cũng là nóng luôn, đường ra luôn, logo bình minh luôn. Bên kia thì cái lỗ xanh ở bên kia sẽ là nỗ cấp, nỗ này sẽ là cái đố ra nước, ra và cấp nó sẽ xa nhau cho mọi người. Còn một cái bên đó sẽ là cái ống hơi. Mày bình này thì nó chỉ có hai lỗ thôi, ba lỗ tất cả thôi. Còn bình hôm nọ mình lắp 250 là bình đó nó có 4 lỗ nha mọi người. Bình thì nằm tại trên cái xà này nha mọi người. Còn phần ống thì mình sẽ rời lên đây. Trong này là máy này thì nói chung là rất nhiều các cái vị trí nắp nha mọi người. Hạn chế được nắp ở phía đây là được. Vì chiều bên này sẽ khuất nắng. Nên mình sẽ qua đây, nắng tối đa cho phép rồi.
sáng nó sẽ từ bên đó về bên đây, chiều nên không bao giờ sợ hết nắng. Tầm này thì khoảng cỡ 2 rưỡi nha mọi người, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa, cho dù nó có khuất thì nó không thể tới đó được. Ở đây là cái bình phụ nha mọi người, bình inox 304, banh của phao inox luôn, đang đổ đồ rồi. Phao inox luôn nha mọi người, phao inox nỗ 21 nha mọi người. Tiếng ra thì mình sẽ xài ron để chống đo đỉnh nước. Đây là đầu đồ của nó này. Thì nhìn trong đơn giản thôi nhưng mà đóng nước cực kỳ ok nha mọi người. Chiều áp rất là tốt, con này chiều áp khoảng cỡ 5-6 kg nha mọi người. Mọi người xài máy bơm áp hay là mọi người xài nước sạch cực mạnh để lên thoải mái nha mọi người, không có sợ bị áp lực lớn quá mà phao đóng không nổi. Con này là hiện tại là mình lắp là mình chưa thấy có nhà nào là đóng chưa bị dừng đâu. Trước khi mọi người lắp không đúng hoặc lắp sai hoặc là bị hư gì đó hay là lỗi gì đó, lệch gì đó thì mình chưa biết. Hiện tại là mình lắp mà chưa bao giờ bị nha mọi người. Bình này thì dạng 20 lít mọi người, sẽ làm trực tiếp lên cái phần trên của bình nước nóng này. Đó, lấy trực tiếp từ nước sạch, bình này bắt buộc xài có nước sạch hoặc là nhà nào quá cao để dội nước xuống. Đây, ở đây thì bồn nó sẽ thấp hơn cho mọi người. Đây là cái bồn 1500, quá thấp, nó không thể nào cấp nước lên cái máy này được. Cho nên bắt buộc là phải lấy nước sạch từ đó đẩy ngược lên. Đó, xài qua cái bình phụ 20 lít này và phao tự ngắt nó sẽ ngắt mọi người. Đây, nó đã bị khuất tới nửa cái phần máy này rồi. Đây là cái ống nước lạnh nha mọi người, ống này xài ống 27 luôn, mình đã cắt trực tiếp từ cái phần nước lạnh này. Điều này để được cấp này, từ ngoài ngõ đi vô đây. Một đường nó sẽ nối trực tiếp vô bồn để cho anh xài khi mà mất nước. Điều này nó sẽ cắt đi thẳng cái máy luôn. Van khóa nước lạnh nha mọi người, van nước xuống. Tối thiểu là nó có vặt ở bên mình, hai phải có tối thiểu một van nước cấp và một van nước ra nha mọi người, để khóa nước cấp và khóa nước ra khi mà sửa chữa. Còn bình phụ nó sẽ nằm như vậy mọi người. Bình có hai loại, một loại là bình 20 và một loại là bình 60 lít. Bình thì nó có là bình thường và bình xịn. Bình thường thì nó sẽ xài 4 chân, bình xịn nó sẽ xài giá nha mọi người. Giá thì thường thường nó sẽ dành cho những cái dạng bình 60 lít. Nó sẽ có một cái giá hình số 8, nó vòng từ trên vòng xuống dưới qua thân bình thôi. Ông đưa lên thành cái anh hiểu chưa đây? Đấy là lên nhiều như bạn à? Lên đây luôn. Đấy là chúng ta hàn lên 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 tôi bỏ như vậy luôn. Được. Sao vậy? Bỏ này luôn, nóng quá lắm, nó còn nóng rồi, đi ra. Nó phao thì nó đóng như vậy nha mọi người, đóng cực kỳ nhẹ mà không đóng, không có nặng, không có bị xả nước ra ngoài, bắn này ra ngoài gì cả. Nó xối thẳng dưới luôn, nhấc lên áp rất là nhẹ luôn. Hiện tại khi nào nước có trào ra đây mình sẽ bắt đầu cắt phần ống này mà kết nối nó vào bình. Tầm này tầm chiều thì mọi người có thể an tâm, có thể cấm trực tiếp luôn nha mọi người, không có sợ nó nóng bị áp suất nổ gì cả. Tầm này nó khoảng cỡ 4 giờ rồi cho nên là nói chung là nó mát rồi, cho nên là mình cấm thoải mái nha.
máy tính Mega chắc tầm khoảng 27 triệu. Bây giờ thu nặng như thế trọng lượng à, trọng lượng là đâu gấp 3 bình này, thậm chí nó gấp mấy lần. Thank you.
Đấy ở dưới kia anh chơi. Còn biết kiểu gì. Chị bảo hẳn 12 năm nước không phèn à? Anh xài hẳn nào nó cũng phèn. Hiện tại là phần ống thủy tinh thì nó kết nối cho như vậy mọi người. Hiện tại là 20 ống, ống đen toàn bộ luôn. Ống này là đường kính 58 dài 1m8 nha mọi người. Ống này thì không phải của Nhật nha mọi người. Có logo khắc của Nhật luôn. Mình thì đây, mình có giới thiệu Bình Minh, Sapan, Christian. Đây là cái đường ra của nó nha mọi người. Đường ra thì xài ti liền hết luôn. Không có xài ron, không có xài ron cao su gì hết nha. Mọi người xài dạng hệ ron cao su ấy. Thì quá trình sử dụng lâu ngày ấy, do này nó sẽ bị chai do đung đưa hay là do nhiệt độ ấy. Đấy, do nó sẽ bị chai bị hư ấy, sẽ rò nước, mình sẽ phải sửa đi sửa lại rất là nhiều lần. Một số máy thì rất dễ sửa nhưng một số máy sửa không được. Đấy, sẽ phải thay bình. Cho nên hệ bình này là mọi người sẽ xài ổn định, cố định thôi, không có phải thay ron hay gì cả. Đấy, nó sẽ kết nối xuống phần dưới này qua cái van khóa này nha mọi người. Chân này thì mình cũng đã bắt ốc bắt đầu rằng cái phần chân này lại luôn, mặc dù nó rất là chắc nhưng mà anh muốn bắt ốc thì mình đã bắt ốc lại cho anh thôi nào. 6 giờ nhưng mà rồi, không là lắp hai người thì cũng hơi khoai. Tỉ mỉ một chút tại anh chủ nhà đó, anh ấy có cái anh bắt ốc theo yêu cầu nên hơi tỉ mỉ nha, bắt nẹp. Đây, này là đường cấp, còn này là đường xuống nha mọi người. Van khóa này là van khóa nước xuống mà van khóa đường cấp lên này. Anh đi mình sẽ phải nẹp theo vỏ tường này cho anh. Này thì ống đen là ống chịu nắng nha mọi người, ống nhiệt chịu nhiệt chịu nắng, ống trà ống ghi này ống bình minh nha mọi người, nẹp nẹp đây là đường cấp chính, và đường sẽ tách về bên này, và đường sẽ đi về đây, đó, còn xuống dưới đây, cái khu cong này là anh chủ nhà muốn đi như vậy nha mọi người, tí nữa mình sẽ nâng lên một chút cho nó thẳng, tại vì mình chưa có bắt vào trong tường, đó, đây một phòng và bên đó một phòng. Hiện tại là anh chỉ xài hai cái vòng hồ bằng inox thôi, chứ anh không có xài củ sen. Mốt anh còn cho cầu xài củ sen thì anh sẽ bắt củ sen sau nha mọi người.
Đây mình sẽ chuyển xuống dưới. Ở trên này mình xong rồi. Chiều mình chỉ cần lên đây mình mở nước là xong rồi. Nó mạnh quá nó phải chia cho anh. Rồi, tập vào đường này. Sau đây, đi xuống. Sau đây người ta xài củ sen thì sẽ để tách hai này cho mình nhé. Cái vòi này nó phải như vậy anh ạ. Nó không có loại củ. À, anh muốn có loại củ này hả? Đổi cho anh cái loại củ. Quá đồng thau kìa Hào ơi. Vòi nó phải như vậy. Vòi kia là vòi inox mà. Vòi kia là vòi inox. Cái vòi này... Thôi anh muốn xài cái vòi này cũng được đưa cái vòi này. Đầu đây. Hết đầu à? Không đưa được vậy. Cái đó là cái vòi nó phải cúp xuống vậy á. 21 rồi đây. Không, cái vòi kia biết sao nó lại bị bắn đâu. Thường thường người ta ấy làm. Đâu, cái hai vô. Đâu. Xong rồi. Wow. Bé tắm. Dạ. Vô. Rồi, rồi, rồi. Vô. Này, thì bắt đầu nó sẽ làm phát trường, nhưng mà nó không có dài như vậy. Tại anh muốn câu dài thôi. Đây còn đây là khóa này, là khóa cái làm cho để nếu mà trường hợp ai sàng nóng quá cho trẻ con nguy hiểm thì sẽ làm thêm cái khóa như vậy này. Mặt của chúng ta hồi này thì nó sẽ một chiều thôi, nó không có xài dạng là nóng lạnh cho nên là nó rất là mạnh. Nếu mà người xài củ sen thì nó áp nó sẽ yếu đi một tí nhưng mà nó pha được. Cái vừa rồi là cái bên kia là bao mạnh luôn, bây giờ bao mạnh luôn hả? Vâng. Nó vẫn chỉa ra tí đây. Anh muốn mà không muốn chỉa nữa thì anh đổi sang cái này luôn. Không, cứ bên kia mạnh. Còn cái kia để khi nào tôi... Bên kia mạnh thiệt. Đó, rồi mở van lên xuống rồi. Vẫn bắn. Chứa thế. Yêu. Ôi, nó phải ra đây. Để cao quá, để xa quá nó vậy anh. Bắn luôn. Còn bây giờ anh muốn bắn bắt buộc phải để trong tường. Chứ ta để vào trong tường. Cái nào ông bắn à? Thấy không? Xài cẩn thận đấy, cho nó hết nhà tôi chỉ đây. Không nghe đâu. Cái nó nào bố? Bố bẻ thêm tí không? Từ rồi.